Chào những anh em học viên online nhé. Thì từ tra chúng ta mở tài liệu mới ra từ trang 31. Từ trang 31 đến trang 42. Từ trang 31 đến trang 42, anh em tự 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 đọc nhá, tự đọc xong rồi có share chúng ta thực hành. Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hành như sau này để các bạn nghiên cứu này. Đầu tiên về quy trình của những dòng xe phun xăng điện tử thì các bạn phải đọc được lỗi ha. Đọc được lỗi thì ở đây có những cái biểu đồ như sau. Khi chúng ta mở khóa thì đèn báo lỗi sáng này. Đó, nó sẽ nhấp nháy thì chúng ta sẽ đọc cái số lần nhấp nháy để chúng ta biết là lỗi. Còn nếu xe không nhấp nháy tức là xe không có lỗi. Cái này ra xe tôi hướng dẫn cho các bạn nha. Tiếp theo là cái phần để phân tích từng hãng xe. Quy trình đọc lỗi của từng hãng xe thì các bạn cũng mở vào trong tài liệu đó, các bạn coi cái trang này ha. Tất cả Honda đời cũ nó sẽ báo lỗi giống nhau. Và Honda và SOM, Honda đời cũ và SOM nó báo lỗi giống nhau. Yamaha đời cũ, đời đèn, đời đồng hồ cơ cũng báo lỗi giống nhau, đó là nhấp nháy đèn. Còn tất cả xe Honda đời mới sau này nó có lỗi thì nó không nháy đèn, nó chỉ sáng lên thôi. Nếu các bạn muốn biết lỗi thì chúng ta sẽ tra lỗi. Còn đối với Yamaha đời đời đồng hồ điện tử thì nói chung những đồng hồ điện tử nói trước giống như ẹt cũ với lại Novo đời trước thì là những dòng xe đó khi có lỗi đèn FI sáng liên tục và nó nổi số lỗi lên, chúng ta nhìn vào đồng hồ. Còn như những dòng xe đời mới, Accenter 2019, 2020, những Grander, những dòng xe đời mới sau này, khi đấy xe có lỗi thì đèn FI sáng liên tục nhưng đồng hồ không thể hiện lỗi nữa. Cái này các bạn đọc thêm trong tài liệu nha. Đây, các bạn sẽ về tự đọc đi. Những cái này giờ tôi sẽ ra theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một, từng cách đọc lỗi của từng xe ha. Sau đó cách cài đặt IC. Cài đặt IC thì nó sẽ có quy trình xóa lỗi trước. Thì quy trình xóa lỗi nó sẽ áp dụng cho những dòng xe Honda với lại SOM, nó là chúng là cho phép chúng ta xóa lỗi. Còn cài đặt IC thì nó cho phép chúng ta đối với Honda là cần cài đặt, còn SOM thì không cần cài đặt. Còn Yamaha thì không thể cài đặt bằng thủ công, Yamaha phải cài đặt bằng máy, xóa lỗi bằng máy. Còn SOM thì cũng xóa lỗi thủ công. Suzuki chúng ta cũng có thể xóa lỗi thủ công. Sau khi chúng ta đọc được kỹ những phần đọc lỗi thì sau này chúng ta hiểu được cái phân tích mã lỗi. Sau khi các bạn phân tích được mã lỗi thì chúng ta mới tìm cách là để phân tích xem bị cảm biến nào. Chúng ta mới đo đạc sửa chữa nha, từng bước một. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn như sau đây. Thì nguyên tắc trên tất cả các xe FI thì các bạn để ý là gì? Xe FI xe nào cũng vậy hết. Nguyên tắc nó phải có một cái đèn báo lỗi. Thì cái đèn báo lỗi này có thể màu đỏ, có thể màu vàng ha. Và đèn báo lỗi này thì nó sử dụng là do IC điều khiển nguồn âm. Còn nguồn dương là các bạn mở khóa là luôn có ha. Tất cả các xe. Đây, tôi lấy ví dụ như xe này đây. Thì cái nguồn dây nâu sọc đen này, dây nâu sọc đen này, tất cả các xe luôn nhé các bạn nhé. Tất cả các xe đồng hồ thường đó nha. Thì tất cả các đồng hồ thường á, thì trên đèn báo lỗi thì nguồn này nguồn dương, nguồn này nguồn mát, IC cấp mát lên và cấp theo dạng xung nhấp nháy nha. Đó, cho nên là đây là đèn báo lỗi. Nếu sau này các bạn xử lý mà đèn báo lỗi không có thì chúng ta phải kiểm tra nguồn dương, nguồn âm, đó, xem dây có về IC không, nguồn dương có ra ổ khóa hay không ha. Còn quy trình tất cả các xe phun xăng thì khi chúng ta mở khóa điện lên thì đèn báo lỗi sẽ sáng trong vài giây rồi tắt, sau đó không nhấp nháy lại nữa thì có nghĩa là xe đang bình thường. Còn nếu trường hợp mà xe đang chạy trên đường vô tình đèn này sáng luôn thì có nghĩa là xe đang bị lỗi đó. Còn đối với trường hợp chúng ta mở khóa lên, nếu đèn này sáng luôn thì có nghĩa là chúng ta kiểm tra xem dây có dây mát của IC có bị chạm mát hay không đó. Còn đối với tất cả các xe khi bị lỗi thì chúng ta mở khóa lên. Đối với những cái lỗi mà lỗi hiện tại, những cái lỗi mà đang bị thì người ta sẽ gọi là lỗi mới đấy, gọi là lỗi trên xe đang bị, người ta gọi là lỗi hiện tại. Thì với cái lỗi hiện tại thì các bạn phải sửa chữa. Thì bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ cho các bạn như sau. Bây giờ bạn mở khóa lên là như thế này là không có lỗi. Rồi, xe không có lỗi. Rồi, còn nếu như sau này xe có lỗi thì các bạn quan sát như sau. Tôi sẽ ví dụ như một lỗi như sau. Khi các bạn mở khóa lên đèn sáng xong tắt, rồi bắt đầu nếu đèn sáng lại. Đó, thì nếu mà nó nháy một cái như vậy thì chúng ta gọi đây là lỗi số 1. Thì chúng ta cố gắng để ý này, cái khoảng thời gian mà nó chớp tắt này, nó ngừng lại lâu thì đây gọi là lỗi số 1 nha các bạn. Mà lỗi số 1. Rồi, tôi tạo cho các bạn một cái lỗi khác. Các bạn quan sát đèn FI.
Đó, chúng ta sẽ thấy là nó nháy chín nháy rồi nó ngưng lại, rồi nó tiếp tục nháy chín nháy nữa. Rồi, thì như vậy người ta sẽ gọi đây là lỗi số 9 nha, lỗi số 9. Đó. Cho nên là đó là cái cách chúng ta đọc lỗi, thì đây chúng ta gọi là lỗi số 9. Còn bây giờ thì tôi sẽ tạo một cái lỗi mà có số 10 đứng trước, thì các bạn sẽ quan sát như sau. Cái không tính, cái đó không tính, bắt đầu tính này. Một nháy chậm, các bạn sẽ thấy thời gian sáng lâu hơn. Hai nháy nhanh thì các bạn thấy là sáng lẹ hơn, nháy nhanh hơn, thì đó gọi là lỗi một chậm hai nhanh, gọi là lỗi 12 ha. Tôi đọc lại này, một chậm một nhanh hai nhanh, đó gọi là lỗi 12 ha. Rồi, thì như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cách đọc được ba lỗi rồi. Bây giờ tôi cho các bạn đọc tiếp một cái lỗi mà có số 2 đứng đầu. Cũng mở khóa lên. Rồi bắt đầu bắt các bạn bắt đầu đọc lỗi. Một chậm, hai chậm, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Rồi, thì có nghĩa đây gọi là lỗi 29 nha. Đây gọi là lỗi 29. Rồi, còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn tiếp các bạn cách đọc lỗi trong trường hợp xe bị hai lỗi cùng một lúc. Các bạn cố gắng quan sát này. Cái này không tính này, không tính. Rồi bắt đầu tính này. 10. Rồi 12, đó là một chậm hai nhanh gọi là 12. 10. 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi, như vậy có nghĩa là xe này là đang bị hai lỗi, lỗi số 12 và lỗi số 29. Thì chúng ta cố gắng quan sát, chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy nó nháy 12, sau đó là nháy 29 nha. Rồi, thì chúng ta đã thấy là tất cả các quy trình đọc lỗi thì chúng ta đều thể hiện trên đèn. Vậy thì cái đèn báo lỗi này nó sẽ giúp cho chúng ta sửa xe nhanh hơn ha. Bây giờ các bạn mở tài liệu chân IC ra đây. Thì trong tài liệu chân IC có cái bảng mã lỗi để cho anh em tra những cái số lỗi lẫn chúng ta vừa đọc. Anh em sẽ mở tài liệu ra. Đó, mở tài liệu ra thì các bạn sẽ để ý là gì? Trong cái tài liệu chân IC mà tôi đưa anh em này thì cái đầu trang đầu bài ha. Đầu bài thế này. Đó, đó là bảng mã lỗi của hãng Honda, bảng mã lỗi của JA, Suzuki, SRM, Piaggio từng các hãng một. Thì anh em lưu ý giùm tôi đó là cảm biến thì có thể giống nhau, nguyên lý như nhau và mã lỗi đọc thì cũng giống nhau, nhưng mà cái số mã lỗi thì cũng có hãng giống nhau, cũng có hãng không. Cho nên là nguyên tắc của các bạn khi sửa chữa là các bạn đọc lỗi và sửa chữa của hãng nào, xe nào thì các bạn phải tra với bảng mã lỗi của xe đó, của hãng đó. Thì tôi lấy ví dụ như bây giờ cái xe này là xe Honda thì chúng ta đang tra với bảng Honda như sau. Lúc nãy chúng ta đọc được lỗi một nháy thì có nghĩa là lỗi cảm biến số 1. À, lỗi số 1 cảm biến áp suất. À, lại chúng ta đọc được lỗi số 9. Đọc được lỗi 12, đọc được lỗi 29 đó. Thì chúng ta cứ tra theo như trong này. Thì tôi lấy ví dụ đi, lúc nãy tôi đánh ban là lỗi số 1 thì đó là con cảm biến áp suất. Ha. Thì những nguyên nhân hỏng các bạn có thể lưu ý đây là có thể là cảm biến hỏng, có thể là đứt dây điện, có thể là lỗi ECM ha. Đó, tình trạng của xe như thế nào đó. Đó, xe có thể nổ và không nổ không đều rồi đó. Hoặc là lỗi số 9 này, cảm biến đo nhiệt độ khí nạp, hỏng cảm biến, đứt dây cảm biến, lỗi mạch trong IC. Đó, đó là những nguyên nhân có thể xảy ra. Rồi lỗi 12 là kim phun, hỏng kim phun, đứt dây điện hoặc lỗi ECM. Số lỗi 29 là van điều khiển gió này. Đó, có thể là hỏng van hoặc đứt dây hoặc lỗi ECM. Đó, guarantee không ổn định tùy theo xe đó. Cho nên là các bạn nhớ cứ theo nguyên tắc đọc được lỗi thì chúng ta sẽ tra. Sau khi tra xong thì chúng ta sẽ cứ theo cái bảng này để chúng ta phân tích cảm biến. Thì tôi lấy ví dụ đi, bây giờ tôi lấy cảm biến số 1 chẳng à lỗi số 1 chẳng hạn, nó có cảm biến áp suất này. Đó, thì bây giờ tôi đã biết là cảm biến áp suất đúng không? Thì chúng ta sẽ khoanh vùng như sau. Rồi, cảm biến áp suất đâu? Đây là cảm biến áp suất đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm cái phương pháp đo cảm biến áp suất này để chúng ta tra theo. Đơn giản vậy thôi đúng không? Đó, thì trong này đây, đây là cái chỗ mà để cho các bạn biết được là thứ nhất là nguyên lý cảm biến áp suất này,
sau rồi cách xác định cái chân để các bạn đo kiểm này đó, rồi cái mạch điện nó đi như thế nào đó, thì chúng ta sẽ làm theo y chang trong tài liệu mà chúng ta đã được học, thì là chúng ta sẽ có thể là kiểm tra được cái con cảm biến nó sống chết hoặc là dây điện đứt hay là nội IC, đúng chưa? Đó, đó là cái cách để các bạn làm như sau ha. Rồi, còn bây giờ thì ra tôi sẽ hướng dẫn các bạn đọc lỗi của thằng Yamaha đó. Thì đối với dòng Yamaha thì ví dụ như xe Yamaha nói chung thì tất cả đồng hồ điện tử thì chúng ta mới đọc, cần đọc là khác biệt. Còn tất cả những dòng xe đồng hồ cơ đó, đồng hồ tôi lấy ví dụ như là đồng hồ xe Noza, đồng hồ xe Lubiat, Sirius SI đó, thì những cái dòng xe đó là xe đồng hồ cơ thì nó vẫn sử dụng cái đèn báo lỗi như thế này. Của dòng xe Honda với dòng SOM đó là giống, sử dụng giống nhau. Còn riêng của Yamaha, riêng của xe Yamaha, đồng hồ điện tử nói chung thì chúng ta sẽ chia ra là nó có hai đời, đời mới và đời cũ. Thì như chiếc Novo này tôi vẫn gọi nó là đời cũ đó. Còn đời mới là những dòng xe từ 2019 trở lên thì mới gọi là đời mới anh em nhé. Còn từ đời 2012, 13 trở lên như Novo, NVX, Janus thì nó đều là đời cũ hết nha. Thì các bạn mở khóa lên này đó, thì ví dụ như xe phun xăng của Novo, xe này không có lỗi cho nên đèn này nó tắt đó, và ở trên đây nó không thể hiện số lỗi. Còn nếu trường hợp mà trên xe mà nó thể hiện đây số lỗi, cái đèn nó sáng và trên này thể hiện mã lỗi thì có nghĩa là xe đang có lỗi nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ ví dụ tạo một cái ban cho các bạn coi. Đây là cái ban mà xe bị một lỗi, thì chúng ta mở khóa lên đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái đèn báo lỗi nó sáng liên tục và nó nổi số 61, được chưa? Thì có nghĩa chúng ta xác định đây là lỗi 61 đó, thì nó ở khu vực nào chúng ta sẽ tra theo trong bảng tài liệu lỗi 61 là nằm ở nguyên nhân cái gì, chúng ta sẽ kiểm tra và sửa chữa đó. Đây là xe gặp một lỗi, còn nếu xe gặp nhiều lỗi thì như sau. Đây là ví dụ mà xe bị từ 2 lỗi trở lên đó, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ nhảy lần lượt đó. Rồi như vậy tôi quyết định là xe này bị 3 lỗi, 13, 15, 22 đó. Thì chúng ta xác định đây là cái xe có 3 lỗi, được chưa? Đó, rất là đơn giản thôi. Đó là quy trình đọc lỗi của trên dòng xe đồng hồ điện tử của Yamaha. Thì tôi sẽ... Rồi, còn những tất cả những dòng xe đời cũ của Yamaha sau khi các bạn sửa xong thì nó sẽ không thể hiện trên đèn nữa, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong con ESM. Thì các bạn muốn xóa thì các bạn phải sử dụng dụng cụ chuyên dùng hoặc là máy chẩn đoán lỗi nha. Đây, tôi lấy ví dụ sau khi chúng ta sửa chữa xong, chúng ta cắm rắc vào thì xe nó sẽ hết lỗi. Đó, như vậy là hết lỗi. Nhưng mà trong IC thì chúng ta cần phải có dụng cụ chẩn đoán để chúng ta xóa. Còn cái lỗi hiện tại thì chúng ta không phải lo nữa vì đã hết rồi. Thế nhưng mà những dòng xe đời mới như S19, 2020 trở lên thì các bạn, nếu như các bạn sửa xong rồi thì cái đèn này này nó vẫn sáng. Cái đèn này vẫn sáng và ở trên này nó không có thể hiện lỗi, cho nên các bạn bắt buộc phải có dụng cụ chuyên dùng nhé. Đối với dòng xe từ 2019 trở lên là chúng ta bắt buộc rồi nha, bắt buộc phải sử dụng công cụ chẩn đoán. Giờ bây giờ tôi lại hướng dẫn thêm trên dòng xe NVX nhé. Thì đây là chiếc xe NVX thì công nghệ của nó cũng tương tự như Novo thôi. Đó, thì chúng ta vẫn được gọi nó là đời cũ. Con này là không có lỗi ha, đèn LED nó tắt rồi, không thể hiện lỗi. Rồi, còn nếu ví dụ xe có mã lỗi thì nó sẽ nổi số lên cho ta. Coi cũng giống y chang bên Novo á. Đó, khi mà xe hệ thống FI có lỗi ha, đèn sáng liên tục, nổi số 61 là xe đang bị một lỗi, được chưa? Rồi, còn ví dụ bị nhiều lỗi thì cũng tương tự như Novo thôi. Đó, khi xe bị nhiều lỗi. Rồi, đó. Còn ví dụ như mà sau khi chúng ta sửa xong thì xe nó sẽ hết lỗi, nó sẽ không còn nháy đèn nữa, không còn nổi số nữa. Đó, đó là tất cả những dòng xe đời cũ của Yamaha. Còn những dòng xe đời mới của Yamaha thì các bạn nhớ chúng tôi nha, tôi nhắc lại một lần nữa. Kể cả sửa xong rồi thì cái đèn vàng này nó vẫn không tắt nha. Chúng ta vẫn phải sử dụng công cụ chẩn đoán để xóa lỗi ngay. Được chưa? Rồi, đó thì cứ theo nguyên tắc như vậy thì các bạn cũng sẽ tra lỗi bằng bảng mã lỗi như sau. Đó thì bây giờ lúc nãy là hãng Honda, chúng ta tra Honda. Còn bây giờ hãng Yamaha thì chúng ta sẽ tra với Yamaha. Đó thì bảng mã Yamaha thì trong này tôi cũng đã minh họa hết rồi, đúng không? Ví dụ như lỗi 15, 16 này là tay ga này, lỗi 22 này khí nạp này,
Đó, lỗi 61 là guarantee nè. Đó, thì chúng ta cứ thế mà chúng ta làm theo thôi nha. Thì khi chúng ta đọc được lỗi rồi, chúng ta tra theo bảng rồi, thì chúng ta sẽ mở tài liệu ra để biết cái thiết bị đó kiểm tra như thế nào, thì chúng ta mở trong tài liệu ra ha. Rồi, đó thì bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Đó, xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.